Một doanh nghiệp phát triển bền vững phải đảm bảo được 3 phương diện chính. Tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp đóng góp vào tăng trưởng bền vững của nền kinh tế, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và chung tay bảo vệ môi trường. Với Kim Chỉ Nam, đặt lợi ích khách hàng, lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp, trong suốt gần 30 năm hoạt động, phát triển bền vững luôn là vấn đề được P&G quan tâm thực hiện. Bên cạnh việc đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong sản xuất kinh doanh, P&G luôn chú trọng đến các hoạt động bảo vệ môi trường và công tác an sinh xã hội. Các hoạt động vì cộng đồng của P&G đã và đang tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định vị thế đứng trong top 3 nhà bán lẻ trang sức hàng đầu châu Á và là doanh nghiệp đi đầu tại Việt Nam trong ngành kim hoàn. Tuy mới được phát động từ năm 2016, chương trình hướng đến môi trường Cảm ơn vì bạn không xả rác đã để lại nhiều dấu ấn tại các địa phương trên địa bàn cả nước. Tại thành phố Cần Thơ, với chương trình vừa được tổ chức vào sáng ngày 11 tháng 9 vừa qua. Có mặt tại khuôn viên trường, hơn 100 sinh viên cùng các tình nguyện viên của P&G đã cùng thực hiện các hoạt động cải tạo cảnh quan và lan tỏa tinh thần sống xanh đến các bạn sinh viên và cộng đồng thông qua các hoạt động rất cụ thể như cải tạo vườn hoa, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và vệ sinh mương rãnh trong khuôn viên nhà trường. Trong lễ phát động chương trình, P&G đã trao tặng Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Đại học Cần Thơ 10 thùng chứa rác dung tích 100 lít để hỗ trợ công tác thu gom rác, góp phần cho dự án phân loại rác tại nguồn đang được Khoa triển khai thực hiện trong năm học này. Thông qua chương trình, P&G cũng chia sẻ với nhà trường về sứ mệnh đào tạo người trẻ, trở thành những công dân có trách nhiệm đối với xã hội. Trước hết là có trách nhiệm đối với môi trường tại chính ngôi trường mình học. Trong suốt gần 30 năm hình thành và phát triển của P&G thì bên cạnh các hoạt động về sản xuất kinh doanh, chúng tôi luôn luôn quan tâm đến các hoạt động về an sinh xã hội và môi trường. Và chương trình Cảm ơn vì bạn không xả rác thì chúng tôi đã phát động từ năm 2016 và đã triển khai rất là nhiều địa phương trên cả nước. Đối với khu vực miền Tây cũng như là tại Cần Thơ thì đây là lần đầu tiên chúng tôi phát động chương trình này. Và lần này thì chúng tôi kết hợp với Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên của Đại học Cần Thơ để triển khai cho các bạn sinh viên. Vì tôi nghĩ rằng với những bạn sinh viên mà đang theo học các ngành về môi trường thì các bạn cũng là những đại sứ tuyên truyền về môi trường. Tôi nghĩ là rất là hiệu quả và tốt nhất cho cộng đồng. Trong buổi sáng hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ có hoạt động tặng thùng rác, trồng cây xanh cũng như làm vườn hoa và trao tặng học bổng cho các bạn sinh viên. Với những hoạt động này tôi nghĩ rằng cũng sẽ góp phần một lần nữa để kêu gọi và nâng cao cái nhận thức của các bạn sinh viên, các bạn trẻ và cộng đồng sẽ cùng chung tay làm đẹp môi trường bằng một hành động nhỏ nhất, thiết thực nhất, đó là cảm ơn vì bạn không xả rác. Thì cái chương trình này em nghĩ rất là gần gũi với các bạn sinh viên cũng như là các anh chị công nhân viên bên em, tạo ra một cái môi trường xanh sạch đẹp, góp phần làm cho xã hội văn minh và sạch đẹp hơn. Chúng tôi thấy đây là một cái hoạt động rất là thiết thực, bổ ích và giúp sinh viên khoa môi trường thực hiện về những cái hành động bảo vệ môi trường. Tôi hy vọng nó sẽ được duy trì ở trong khoa với những hoạt động là dọn dẹp vệ sinh, những hoạt động trồng cây xanh hoặc là phân loại rác mà sắp tới mà khoa sẽ tiến hành và thực hiện ở trong thời gian tới. Thì với sự hỗ trợ và đồng hành cùng với những cái nhà tài trợ thì chúng tôi luôn hy vọng là những cái hoạt động môi trường ngày càng có bảo vệ môi trường ngày càng có ý nghĩa và thiết thực hơn. Khi tham gia hoạt động này em cảm thấy nó rất là bổ ích và em thấy là nó cần được nhân rộng nhiều hơn để cho mọi người có thể biết đến, không chỉ trong khuôn viên của nhà trường mà có thể nhân rộng hơn thành phố và thậm chí là cả nước. Đối với mình là một sinh viên môi trường thì nó rất là cần thiết để mình có thể là tuyên truyền cùng với mọi người cái tầm quan trọng của cái việc mà bảo vệ môi trường. Cũng trong dịp này, P&G đồng hành cùng Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Times Foundation STF đã trao 10 suất học bổng STF P&G với tổng giá trị 50 triệu đồng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Đại học Cần Thơ. P&G hy vọng phần học bổng được trao sẽ là nguồn động viên tích cực, tiếp lửa cho các bạn trẻ tiếp tục vươn lên, chinh phục những nấc thang mới của tri thức và thành đạt trong cuộc sống.